đoàn đã đi giám sát khảo sát thực tế tại dự án đường tránh phía đông thành phố Đông Hà, đoạn từ km 741 170 quốc lộ 1 dốc Miếu đến km 10 187 quốc lộ 9 về cảng cửa Việt, dài 13,2 km. Dự án đường tránh phía đông thành phố Đông Hà, đoạn 4,2 km từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu. Công trình đường nối từ cầu chui đường sắt tại nút giao DT575A với quốc lộ 1 đi DT575B huyện Gio Linh. Công trình bến xe kết hợp dịch vụ tổng hợp khu vực cửa Việt, hạng mục san nền và sân bãi đổ xe. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận những nỗ lực của ngành giao thông vận tải trong công tác quản lý, triển khai thực hiện các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Liên quan đến những khó khăn vướng mắc, Sở Giao thông Vận tải cần phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan để thảo gỡ như giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đồng thời tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, khảo sát Ban Kinh tế Ngân sách để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với